Xin kính chào quý anh chị và bà con. Hiện tại quý anh chị và bà con đang theo dõi video clip của Hải Vị Ngon đang xuất túi bao trái bưởi cung cấp ra thị trường cho bà con để phục vụ vụ mùa bưởi năm 2024. Đây là túi bao trái bưởi năm nay của Hải Vị Ngon, mang tên thương hiệu túi bao trái VIP 1 Hải Vị Ngon, số điện thoại 0968129996. Vì nông dân phụng sự, túi này năm nay Hải Vị Ngon khẳng định với quý bà con bằng uy tín chất lượng nhiều năm trong ngành buôn bán túi bao trái. Túi này bà con có thể bao từ 2 đến 3 vụ, tỷ lệ thất thoát hỏng rất là ít. Nếu như bà con từ 3 năm về trước bà con đã bao cái túi bao trái VIP mà không có số điện thoại và tên của Hải Vị Ngon, lúc đó Hải Vị Ngon sản xuất riêng cho các đại lý không có tên và số điện thoại của Hải Vị Ngon. Năm đó là cũng là cái túi bao trái VIP như thế này, bà con bao là 2 đến 3 vụ vẫn tận dụng để sử dụng. Túi rất là dai, dẻo và mềm, dễ bao, và đặc biệt cái dây thép rất là bền. Dây thép ở đầu này chúng ta là túi được dây thép chống gì rất là bền theo năm tháng, nên là chúng ta dù bao đến 2 đến 3 vụ thì chúng ta vẫn bao được mà dây thép nó vẫn không bị gì. Đó, đặc biệt là năm nay Hải Vị Ngon lại là có chính sách tri ân khách hàng trong nhiều năm đã đồng hành cùng Hải Vị Ngon. Hải Vị Ngon bán túi bao trái này ra thị trường rẻ nhất thị trường hiện nay để tri ân cho quý bà con trên khắp toàn quốc. Đối với những ai đã yêu mến Hải Vị Ngon trong nhiều năm qua thì riêng năm nay Hải Vị Ngon có chính sách ưu đãi về cho trực tiếp bà con. Giá Hải Vị Ngon để cho các đại lý giá rất là thấp, để các đại lý cũng hạ giá xuống cho bà con, cam kết rẻ nhất thị trường. Nên bà con lưu ý là năm nay đặc biệt bà con mua túi bao trái của Hải Vị Ngon có tên thương hiệu Hải Vị Ngon, vì nông dân phụng sự như thế này là bà con đang được Hải Vị Ngon tri ân khách hàng trong nhiều năm đã đồng hành với Hải Vị Ngon. Thì năm nay bà con sẽ mua được túi rẻ nhất thị trường mang thương hiệu Hải Vị Ngon như thế này. Và túi này Hải Vị Ngon cam kết với bà con là chúng ta bao được từ 2 đến 3 vụ. Riêng túi năm nay, túi rất là bền, chất liệu giấy mềm, dẻo và dây thép chống gì, nên chúng ta có thể tái sử dụng được 2 đến 3 vụ. Và túi này có trọng lượng là 1kg trên 100 túi. Hải Vị Ngon không nhập túi dày hơn, tức là 100 túi sẽ nặng 1,2kg. Trên thị trường hiện nay đang có loại túi như vậy, bắt đầu đang bán ra thị trường. Thì bà con lưu ý rằng là Hải Vị Ngon là người buôn túi đầu tiên trên cả nước này, nên là kinh nghiệm thẩm định túi rất là chuẩn. Sở dĩ Hải Vị Ngon không nhập túi dày 1,2kg trên 100 túi bởi vì chất liệu giấy được gửi về báo giá cho Hải Vị Ngon là chất liệu giấy cứng, giòn và đội giá thành lên cao, thành ra đến tay người tiêu dùng là chi phí sẽ tăng lên và tác dụng cũng không hơn túi bao trái mà Hải Vị Ngon đang cầm trên tay nặng 1kg như thế này, mà chất lượng còn kém hơn bởi vì túi đó chất lượng là nó giòn, dễ gãy và khi bao nó sẽ bị móc túi, không được vàng, giữ được màu vàng từ lúc bao cho đến lúc thu hoạch quả như của Hải Vị Ngon đang cầm trên tay đây. Và túi đó là bà con bao nó sẽ bị móc túi và giòn, dễ bị rách. Khi gặp mưa nó nặng, lỗ thoát nước bé thì sẽ tụt túi khỏi quả, nên là chúng ta không tận dụng được, chúng ta lại phải bao lại túi mới, nên là rất mất công và mất tốn chi phí. Nên bà con lưu ý. Đây này, bà con có thể nhìn thấy Hải Vị Ngon xuất cả một đơn hàng, là xuất cả một xe, một công, một xe này là xe 4 chân rất to, tương đương với một container. Bà con có thể nhìn thấy không phải xe nhỏ nhé, xe rất lớn này, xe rất lớn này, thấy chưa, xe rất lớn. Để đủ biết cái uy tín của Hải Vị Ngon trên thị trường túi bao trái như thế nào, bà con nhìn thấy Hải Vị Ngon xuất một đơn hàng trong một ngày là cả một container. Đây là một xe 4 chân
một xe 4 chân nhiều hơn cả một container. Một xe 4 chân này chở nhiều hơn cả một container. Phải tính vào 1,5 tấn. Các con nhìn cái độ uy tín của Hà Bình Ngon trên thị trường. Nên là không phải mà đỡ, không phải mà bà con không biết đến thương hiệu Hà Bình Ngon từ nhiều năm nay vẫn đồng hành. Còn cái túi Hà Bình Ngon là tỷ lệ hao hụt rất là ít và giữ được màu từ lúc bao trái cho đến thu hoạch, và đặc biệt màu sắc quả rất là đẹp và dai, tốc độ bao nhanh, chi phí thấp. Bà con có thể liên hệ với Hà Bình Ngon qua số điện thoại 0968129996. Hà Bình Ngon cung cấp túi bao trái, ship hàng toàn quốc. Đây, túi mang thương hiệu Hà Bình Ngon, nhận diện thương hiệu. Đây là hai loại túi bao trái hiện tại Hà Bình Ngon đang xuất trên thị trường. Túi màu vàng này dùng cho bưởi diễn, bưởi phúc trạch, bưởi năm roi, bưởi da xanh, bưởi đường chín sớm, ngọc minh khuê, bưởi hoàng, những dòng bưởi vỏ đỏ thì sẽ bao túi màu đỏ như thế này. Túi này thì ở bên ngoài màu đỏ và bên trong là màu đen. Túi dày hai lớp. Ở riêng túi Hà Bình Ngon là bên trong cũng được tráng lớp. Vâng chị, bên trong cũng được tráng một lớp chống nước như thế này. Còn khác với túi ở ngoài thị trường là chỉ tráng lớp chống nước ở phía bên ngoài. Nhưng mà riêng túi Hà Bình Ngon dành chuyên dụng bao túi đỏ, bưởi đỏ, thì bên trong cũng được tráng một lớp chống thấm nước bên trong nữa. Nên là túi rất bền và dai, mềm. Chúng ta bao trái rất là nhanh, dễ bao, thao tác nhanh, chi phí thấp. Hiện nay thì bà con thể liên hệ trực tiếp qua Hà Bình Ngon số điện thoại 0968129996 hoặc thông qua các đại lý ủy quyền của Hà Bình Ngon trên toàn quốc.